các bạn. Thí sinh tiếp theo số danh 05 Nguyễn Hoàng Anh với ca khúc dự thi Quán cà phê mùa hè. Trong suốt chiều dài của cuộc thi từ đầu đến giờ, chúng ta đã được lắng nghe rất là nhiều cái dòng dân ca cũng như nhạc nhẹ. Và ngay sau đây xin mời phần dự thi của thí sinh Trần Thị Thùy Dung, số báo danh 14 với ca khúc Cô gái hót chồng. Xin quý vị một tràng pháo tay. Thank you.
với cái đàn cương này thì có thấy khó khăn gì trong việc vừa hát vừa di chuyển vừa đàn như thế không? Yeah.
Thì anh rất ấn tượng với những câu trả lời của em, là em nói rằng là anh ạ, em chỉ mong làm sao mà được đứng trước mấy ống kính camera và hát cho tất cả mọi người nghe, là đó là điều em hạnh phúc lắm rồi. Và ngày hôm nay điều đó em đã thành sự thật, và cái sự thật này, cái sự thành công của em của bài hát vừa rồi, thì em cũng muốn gửi một lời cảm ơn tới ai không nhỉ? Và lời đầu tiên con xin gửi đến với ban giám khảo và tất cả mọi người và tham dự ở đây một lời chào trân trọng nhất. Em sau bài hát này thì em cảm thấy em rất là vui sướng khi được đứng lên sân khấu và cùng với đại diện này cùng với tất cả mọi người. Và em trong cái quá trình thi này, em ở đây là một sinh viên môn du học và em qua đây một mình, không có ai là bà con cả. Nhưng mà em rất cảm ơn có mẹ em ở Việt Nam đã ủng hộ cho em, và tất cả các bạn cùng thi với em đều rất là vui, và em rất là có rất là nhiều kinh nghiệm khi và kỷ niệm để mà trao đổi với các bạn. Và qua cái cuộc thi này thì em rất cảm ơn các chương trình, đã cảm ơn ban giám khảo vì đã tổ chức ra chương trình này, vì em có thêm 19 người bạn nữa. Và cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn thêm anh Quốc Hương đến từ Việt Nam đã cho em một bản phố rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị. Một lần nữa anh chúc mừng em, số 26. Và tất cả chúng ta đã đi được một chặng đường dài.